chết cha rồi. Quýnh như tình đích mà đặt ra đòi qua. Tình đích mà quýnh gì nè. Thấm ơi, thấm ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đánh vô nhốt này ấy rồi đó, đưa đó mày phải tận dụng kịp để qua mình á. Anh cho cái phương án tôi tận dụng không, để anh trả lời, để cho tao cho gặp tận dụng gì vậy? Người ta tận dụng, người ta quấn cái đó. À, mà anh không tận dụng sao? Nãy xe một mình không chịu tận dụng gạch hết trơn. Ý tôi nói vậy thôi. Chứ không phải là kêu em quấn tôi gạch. Người ta tận dụng quấn tôi gạch. Ý là nhắc tôi bây giờ đừng có tận dụng quấn cho đó không? Ở đây, ở đây, vô trời. Chơi kỳ quá ha, chưa gì nó chỉ đạo kỳ quá. Alo.
Hay quá, đúng bài. Chơi vậy làm lại không mệt quá, tận dụng gạch rồi còn làm lại. Sao vậy? Sao anh lại hỏi lại. Đập lên. Đập luôn. Trời ơi. Cố sát là quá. Thẳng tay được rồi. Đây rồi. Oh. Đó dài nữa, dài nữa. Mấy cái cầu đó, mấy giờ mày vô gần đó, đừng có vô nghe. Vô ngắn là thua. Vô ngắn là cho vô gạch sở hết. Vô ngắn là đẩy qua gạch cái gì nổi. Vô sâu lên, cho bổng lên, đó. Bây giờ bỏ mua chắc ăn được cái. Ô. Tốn chuông, ra cho anh. Lộng lên, đúng rồi. Rồi bây giờ. Khanh phải vô giữa hết đi. Để nó sao nó đỡ, bên dưới đạp lắm. Đập. Đập. Em trên lưới là đâu có chịu nói. Canh hiền. Mà giao bổng trong đó, canh phải vô giữa liền, ngà lui về chứ. Bỏ, bỏ, bỏ. Tốt. Đúng phải rồi, xong xong, lượt luôn, lượt luôn, lượt luôn. Luôn hạ luôn gió nữa gió nó đi cái gì không, với lại nó phải đưa cái vợt lên, đưa cái vợt cái đất hai đứa giành nhau đập khoảng cách 2 mét lên tí đi, đứng lên tí, liền tí đi giao bóng một tí không giao bóng đó, giao bóng lên là Khanh ở giữa hai cơ hội để hai bên
chỗ giữa. Chết rồi. Hay quá. Trời. Chị ơi, thành lưới thua rồi. Ủa, thua hả? Đường chơi kỳ quá. Chơi lưới kế đúng không? Chơi lưới kế ai chơi gạch kế hả? Chính xác nghe muốn thầy trái vô góc giữa luôn. Không gạch mà ngay giữa gạch á anh vẫn đứng thẳng người cũng được. Có đánh nó đâu có lực đâu. Đánh nó đâu có lực. Cái cầu đó giữa sân rồi nó đập bị nát từ lóng được lóng. Không có lực. Vô ngắn là việc đẩy được phía sau nè đó thôi. Vậy mệt quá chưa đụng cái con gì đâu. Tôi có nói gì đâu. Sao đưa cầu cho Khanh. Đi ông Khanh, Khanh đi cho ông. Trời ơi. Tao đưa không đưa trực tiếp, tao đưa gián tiếp. Trời ơi. Ô việc khắc mắc kỳ quá. Đấy đó. Đắp. Dâng lên để cho thằng rã đập cái ba thì dâng lên cho rồi Khánh ở giữa. Ồ, Khánh bị bỏ trống cho bên phải quá. Đó, ở giữa là ok. Bỏ trống ở bên phải là Khánh bị bỏ trống rồi nó bị bỏ nửa cái cầu nửa chừng đó này. Có đỡ được. Dễ nhẹ trời. Lùi hết rồi. Không? Không ba. Không biết. Chút mũi kia đó. Đây
đi xa rồi đó đi. Lửa gián đoạn nói vậy là hại bữa tụi em quá. Giờ tháng vậy không phục. Tôi cho tâm phục ở phục kia. Giờ tụi em là cứ gặt kêu. Thôi chơi như quân tử đi. Trời. À, cho ông lớp đây công vào sớt kìa ông lớp. Ừ, dạ cho ông lớp. Trời ơi, sẹp chết luôn rồi.
đi qua bắt đầu chứ lắm.